ngày 4 tháng 12 năm 2019, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giuộc và công ty cổ phần cảng Long An về tình hình phát triển kinh tế vùng hạ của huyện. Mục tiêu là xây dựng và phát triển cảng Long An trở thành cảng quốc tế hiện đại và lớn nhất khu vực miền Nam. Với tổng diện tích 147 hectare, bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 cho đến 70.000 DVKT, kinh phí thực hiện trên 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023, sẽ là trung tâm tiếp nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh Long An và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Huyện Cần Giuộc đang tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội để trở thành huyện công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Việc hình thành các khu cụm công nghiệp và cảng Long An đã góp phần rất lớn để huyện Cần Giuộc thu hút, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng đã xây dựng và phát triển vùng rau ứng dụng công nghệ cao với diện tích là 1.000 hectare. Qua đây sẽ góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị công ty cổ phần cảng Long An cần mở rộng và nâng công suất khai thác cầu cảng, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật để phát huy hiệu quả kinh tế của cảng Long An, ứng dụng tự động hóa trong việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng trong thời gian tới. Đối với huyện Cần Giuộc, nguyên Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, huyện cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án phát triển công nghiệp sạch để mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, để tăng thu nhập cho người nông dân và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.